Kính thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học về cái Anh. Trong cái Anh đó, chúng ta học mấy ngày rồi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ học được mới có đoạn thực, xúc thực. Trước khi chúng ta đi sâu một chút xíu, chúng ta ôn lại bài chút xíu. Đoạn thực, đoạn thực là cái gì quý vị? Hả? Cắn. Tức là đứt ra cái gì rồi nuốt. Rồi cái chủ yếu của đoạn thực là cái gì, cái trọng điểm của nó là cái gì, cái cốt lõi của đoạn thực là cái gì? Hả? Thì cắn nuốt rồi. Nuốt cái gì? Thức ăn trong đó có cái gì? Nhưng mà tại sao khi chúng ta đói bụng, tay chân nó run hết? Vì nó thiếu năng lượng. Rồi chúng ta ăn vào đầy bụng, tự nhiên thấy nó khỏe. Mà nó mới nằm bao tử, nó chưa có phân tán đi trong cơ thể mà đã thấy khỏe là tại sao vậy? Nó đã chưa có nhồi nát, nó chưa có biến chất, nó đưa xuống cái ruột non phải 2 tiếng đồng hồ sau. Cái thức ăn nó mới được chuyển hóa thành ra chất lỏng, đưa vào trong ruột non mới bơm vào trong máu thì mới nuôi được cơ thể, mới nuôi các tế bào. Nhưng ngay lập tức sau khi ăn 20 phút đầy cái bụng, tự nhiên cảm thấy khoan khoái quá, hết run, hết đói. Cái gì cả kỳ vậy? Cái gì? Cốt lõi của cái đoạn thực này là cái gì? Cái ý. Khi cơ thể nó thiếu năng lượng thì tay chân nó phải run rồi. Nhưng mà lúc ăn, cắn rồi á, mắt nhìn, mũi ngửi, rồi miệng cắn, rồi nuốt vào trong bao tử. Nó mới nằm trong bao tử, nó chưa có kịp chế biến để thành ra chất dinh dưỡng để nó đưa vào trong ruột non và đưa trong các mạch máu. Tức là trong cơ thể chúng ta các tế bào vẫn thiếu năng lượng. Nhưng mà tại sao ngay cái lúc mình ăn đầy bụng cái mình nói thôi sướng quá khỏe. Mình bị đánh lừa. Mình bị ngu quẩn đánh lừa. Cái ý này nè. Bởi vậy trong Kinh Pháp Cú Đức Thế Tôn mới nói ý dẫn đầu các pháp. Ý này đó, nó gọi là chitta, tức là sự cảm xúc ở nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Khi va chạm với cảnh trần, thấy thức ăn, thấy cái mùi là nó đã ăn rồi. Nó no, nó thỏa thích ở trong cái ăn ngay cái lúc mắt nhìn, mũi ngửi rồi. Mà nó quên đi cái tế bào ở trong thân mình á, có năng lượng hay không có năng lượng không là vấn đề quan trọng. Và mình ăn ngay nơi cái mắt, cái tai, cái mũi này nè, ăn bởi năm căn nè. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè. Mình ăn cái gì? Mình ăn cái sáu vị. Sắc nè, thân nè, hương nè, vị nè, xúc nè. Mình ăn mấy cái đồ tào lao, chứ cái chất dinh dưỡng thực sự nó chưa có chế biến kịp, nó chưa có cung ứng cho cái thân của mình để mình sống. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng sướng quá, ta no rồi. No sao được, nó chưa có phân bố. Các thứ trái cây ta ăn vào trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nó đều được phân biến, phân chế ra thành sinh tố, các loại vitamin để nuôi cơ thể liền ngay lập tức. Cho nên người biết cách ăn dinh dưỡng theo thiền học, ngồi xuống ta ăn những cái loại rau, những cái loại trái cây trước. Quý vị không để ý à, sư ngồi xuống sư ăn chuối trước, cơm để đó, sư ăn chuối trước, ăn trái cây trước. Tại vì nó nằm dưới này nè, thì lập tức nó được chế biến liền và đưa vào trong
ruột non trong vòng 20 phút là nó được chế biến thành sinh tố, nó nuôi cơ thể liền. Cơm á, cơm gạo, 1 tiếng đồng hồ nó mới phá ra cái bột, phá chất bột từ ở trong nước miếng này nè, nó kết hợp với cái dung dịch chua ở trong bao tử đó, và enzyme trong này, nó phá cái chất tinh bột đó để biến tinh bột thành đường. Phải từ 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi nó mới biến được. Đường đó là đường gì? Đường C6 glico H12O6. Chỉ có cái đường này mới tạo nên năng lượng nuôi cơ thể. Thế thì muốn biến tinh bột mà thành này nó phải 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cho nên mình có cảm giác rằng tôi no rồi, tôi sướng quá, tôi có năng lực là cảm giác giả. Và người biết cách ăn uống là người ta đều ăn những thứ trái cây trước. Cho nên quý vị thấy sư để cơm qua bên, sư ăn trái cây trước, ăn chuối trước. Tại vì cái thứ đó trong vòng 20 phút là nó chế biến ra thành dung dịch, nó nuôi cơ thể rồi. Đó. Thế thì thực sự ra chúng ta ăn, cắn nuốt cái gì chăng nữa, chẳng qua là phản ứng của tâm. Do năm căn năm trần va chạm với nhau, phải không? Sắc thân hương vị xúc pháp mắt tai mũi lưỡi thân, và nó tạo nên cái tâm ưa thích hay là ghét, để rồi chúng ta ăn là chúng ta sung sướng hay là chúng ta đau khổ. Ăn món ăn không vừa ý thì tâm sân nổi lên, ăn món ăn vừa ý thì tâm tham nổi lên. Cho nên cái ý này chính là cái tâm nè. Ý hay tâm nó cũng vậy thôi. Ở trong kinh Pháp Cú thì nói là ý dẫn đầu các pháp, trong kinh Hoa Nghiêm thì nói tâm. Tâm ý nữa cũng thế, cũng giống nhau, là sự tác động của citta, tức là của cái não bộ. Khi năm căn va chạm sáu trần nó rung phản ứng lại, cho nên tạo nên thương ghét. Tới đây nắm rõ chưa? Không có thì ngưng lại, hỏi sư giải quyết cái này. Còn không có sẽ không nắm được mà cứ nghĩ lung tung. Thế thì chẳng qua mấy cái này nó là phản ứng của tâm thôi. Tại sao nói phản ứng của tâm? Tại vì cái món đó mình đã ăn rồi, bây giờ mình nếm lại, thấy nó ngon, mình thò tay gắp cái nữa, ăn muốn nữa. Mà nếu cái món đó ở trong đầu mình là ngon, nhưng bữa hôm nay nấu nó dở cũng như vậy, cũng hình thức như vậy, nhưng mà bữa nay nấu dở, hoặc là người mình mệt, mình nếm nó không thấy ngon nữa, mình né nó, mình không ăn nữa. Cái tâm này nè, cái tâm muốn ăn hay cái tâm không muốn ăn, nó quyết định cái đoạn thực, chứ không phải bản chất của cái món ăn. Chỗ này quý vị rõ không? Thí dụ bánh xèo, mình đã ăn rồi, bánh xèo tuệ tâm là tuyệt vời. Bây giờ thấy để trên đĩa, mắt nhìn thấy màu, mũi ngửi thấy mùi, nhớ lại hôm trước đã ăn ngon quá rồi, tự nhiên á là cái tâm này nè, tâm muốn ăn này nè, nó sai sử mình thò tay gấp ăn. Không phải vì món ăn này ngon mà mình gấp, mà vì cái tâm này nè đã ăn rồi, cho nên nhìn nó là cái tâm này nó dẫn dắt cho mình cái món ăn. Rõ chưa? Nắm được điểm này chưa? Đi thêm bước nữa là rớt bây giờ đó nha. Nếu như ngày hôm nay cũng bánh xèo giống y như vậy, làm chất lượng y như vậy, nhưng mà trời nóng quá mà mình đi đường xa về mệt, rồi bây giờ kêu ăn bánh xèo chán phèo à, không muốn ăn, người nó mệt à. Thế thì cái tâm á nó đâm ra cũng món xèo, bánh xèo y như vậy, nhưng mà hết khoái à. Hoặc là trường hợp thứ nhì, tôi vừa mới ở ngoài Tân Bình á, bạn nó mời ăn 2 cái bánh xèo, bây giờ về tuệ tâm ngon thiệt, cũng bản chất y như cũ, món ăn bánh xèo kỳ trước nấu ngon tuyệt vời,
Nhưng tôi đã ăn một cái bánh xèo, hai cái bánh xèo ở, hoặc là tôi ăn hủ tiếu ở Tân Bình rồi. Bây giờ về đây tôi nhìn bánh xèo này lạnh lùng. Phải có phải cái tâm không? Chứ bánh xèo nó giống nhau mà. Tại sao hôm trước ăn sướng thế, bữa nay đi đường mệt, nhìn không muốn ăn nữa? Hoặc là cái bụng đã ăn rồi, ăn hủ tiếu rồi, về tới đây thấy bánh xèo này không ngon nữa. Có phải tâm ma không? Như vậy cái ngon của món ăn này có lệ thuộc nơi bản chất của nó không? Không. Bản chất của món ăn này do cái tâm. Rõ chưa quý vị? Và vì không biết cho nên thỏa thích ở trong cái món ăn này mà sanh tử luân hồi nè. Bản chất của nó là y nguyên thôi, y như vậy. Tới đây nắm rõ chưa nè? Đoạn thực. Cho nên những thức ăn để nuôi cơ thể không phải chỉ có bánh xèo, mà còn mắt nè, nhìn khoái khẩu, cái tâm này nè, nó tác động làm cho cái não rung. Mùi làm cho cái mũi rung và đưa lên não. Tất cả những sự rung động ấy làm cho nó tiết ra kích thích tố, hormone, và làm cho cơ thể hăng hái. Chứ còn bản chất cái dinh dưỡng của món ăn không có bao nhiêu, 20%, 30% tác động trong sự sống và ham sống của con người. Nhưng cái tâm ham ăn này nè, vì mắt tai mũi thỏa thích đam mê trong cái dục lạc, nó đưa lên não và não tiết ra các chất kích thích tố và làm cho con người excited, con người ham muốn, muốn sống, muốn ăn ngon, muốn ăn nhiều. Tới đây rõ chưa? Không có chặn lại liền á, sư phải giải quyết cái này, còn không có là nó đi lạc luôn á. Cho nên món ăn về vật chất, chất liệu của nó để cho sự sinh tồn, làm cho cơ thể mình sinh tồn, nó chỉ chiếm 20% thôi. Còn lại ăn bằng mắt, thỏa thích, đam mê, dục lạc ở trong mắt, trong mũi, cái mùi. Đấy, cho nên cái cốt lõi của cái đoạn thực vẫn là cái tâm, chứ không phải cái miệng nhai. Rồi bây giờ tới, nắm rõ rồi cái gì, bây giờ tới cái thứ nhì, xúc thực. Xúc thực là cái gì? Xúc thực là gì? Hôm nay ai học rồi? Sự va chạm. Cái gì chạm cái gì? Răng chạm, lưỡi chạm. Con mắt có chạm không? Cái mũi có chạm không? Có chứ. Con mắt nhìn thấy bánh xèo là nó chạm rồi. Mà nó chạm nó khởi lên cái tâm thỏa thích. Cho nên cái xúc thực này không phải chỉ có bỏ vào miệng và cái lưỡi với cái răng nó hoạt động, mà nó ăn nó thỏa thích ngay từ cái lúc cái mắt xa xa thấy nhà bếp đang làm bánh xèo. Tại sao những người làm trong nhà bếp họ không thích ăn? Con mắt nó thỏa thích rồi. Quý vị hiểu chưa nào? Nó nấu cái món ăn đó, nó đổ một chục cái bánh xèo, cái đầu tiên nó thấy còn ngon ngon, nhiều khi nó bốc miếng nó nếm, tới cái thứ 10 nó không muốn nữa. Phải không? Tức là cái xúc thực này nè, va chạm nơi mắt nơi mũi, nó đã thỏa thích, cho nên nó không muốn ăn nữa. Bản chất của cái bánh xèo giống nhau chứ. Nhưng tại sao cái người nấu bánh xèo lại không muốn ăn, mà cái người đứng bên ngoài muốn ăn? Tại vì người đứng bên ngoài không ăn bằng mắt, không ăn bằng mũi, mà cái người nấu bánh xèo á, là ăn bằng mắt bằng mũi, nó thỏa thích rồi. Tức là cái tâm nó ăn,
nó ăn, nó thỏa thích cái đam mê. Và cái tâm này á, mới dẫn tới sanh tử luân hồi. Ăn rồi đi toilet mà, nhưng mà cái tâm này nè nó làm cho nhớ à. Và vì nó nhớ thì nó đem đi đâu? Đem vào trong bộ não, tức là cái thức. Cho nên á, nó ăn nó thỏa thích đam mê thì khi chết nó nhớ tới cây bánh xèo, nó phải quay trở lại tiếp tục nó ăn bất cứ thứ ăn gì. Nói xúc thực là va chạm, mượn bánh xèo làm thí dụ, mượn bánh xèo làm thí dụ. Đời sống vợ chồng, nam nữ nó ôm nhau cũng là xúc chạm. Tại sao nó chết nó phải quay trở lại đầu thai kiếm nhau? Là tại vì nó xúc chạm. Sướng quá hay khổ quá, có hai cái thôi, hoặc sướng hoặc khổ, hoặc tham hoặc sân. Đời sống vợ chồng nào cũng vậy. Rồi cha con cũng vậy, đời sống cha con cũng y như vậy. Hai đối tượng, hoặc thương hoặc ghét. Người cha chịu ý muốn cái gì cũng được, tự nhiên người con nhìn thấy người cha đằng xa khởi cái tình thương mến rồi. Mà người cha nó hắt hủi đánh nó hoài, nó vừa nhìn thấy thì đằng xa nó trốn đâu, trốn ông cha mình chứ. Tại sao phản ứng vậy? Tâm. Và nó ghi nhớ. Nó chỉ có cái thọ lạc thọ khổ, thương và ghét. Thương ghét thôi. Và nó nhớ. Thương cũng nhớ, ghét cũng nhớ. Vậy thương ghét thì nó nhét đâu? Nhét vào trong cái bộ não thức nhớ. Và cuối cùng đi tái sanh, rồi giải quyết oan trái với nhau. Vợ chồng đánh nhau hay phụ bạc, hận thù, thức, chủ nợ và người thiếu nợ cũng thức. Giết lầm người ta chín kiếp, nó đi nó đòi mạng theo tới chín kiếp á. Cho nên mới có bài kinh Thủy Sám á, theo tới chín kiếp, tới kiếp thứ 10 á, nó chen vô được, nó làm cái một nhọn có đầu người ở trên đầu gối, tội cho bằng được. Tại vì cái tâm này nè, sự xúc chạm nè. Cho nên đoạn thực, xúc thực không quan trọng, cái tâm thực này nè mới là quan trọng. Những cái ghi nhận qua mắt tai mũi đều rung động và đưa vào trong cái bộ nhớ. Mà chúng ta hàng ngày huân tập, chúng ta đâu có biết. Thỏa thích là biết thỏa thích thôi, ăn ngon biết ăn ngon thôi. Không nhận diện được rằng cơ thể chúng ta đang thiếu cái món này, cho nên ta cần phải ăn để nuôi dưỡng. Cái tâm đó là cái tâm chánh niệm. Cắn cái ta biết cứng với cứng, mềm biết mềm. Mắt nhìn vừa thỏa thích, biết rằng mình đang thỏa thích, đó là sai, rớt liền, bỏ liền. Mắt tôi nhìn cái bánh tôi thấy ngon quá, khởi lên cái tâm thỏa thích. Quán ngay cái tâm này, cái tâm nó đang ăn, ăn tạp. Tự mình phải cảnh giác. Này, hey, nhà ngươi không phải heo nha. Dẹp nó liền. Thì lập tức cái tâm mình nó đứng lại. Còn không có, mình vẫn đam mê thỏa thích chạy theo cái mùi, cái sắc. Ngay cái lúc mình đứng lại chính là chánh niệm. Vì nhận biết rằng cơ thể tôi thiếu cho nên tôi ăn. Ở trong kinh Bất Dụ có câu chuyện cũng hay, Đức Thế Tôn dạy như thế này. Có anh chàng đó, anh tới cái nhà đó, anh ăn tô canh, anh chê lạt, ăn không ngon. Chủ nhà mới lấy chút xíu muối, chút xíu thôi, bỏ trong cái tô canh của anh. Nó ăn ngon quá, ngon quá, sướng quá. Anh lén lén về nhà, anh bốc nguyên một nắm muối này anh ăn. Anh ơi, muối ngon quá, ta bốc nguyên một nắm muối ăn. Quý vị đi tu cũng vậy đấy. Bài học đó, bài học trong kinh Bất Dụ là chỉ cho quý vị nè, nếm hương vị, thấy giải thoát, mắt thấy, tai nghe tụng kinh, cạo cái đầu thấy sung sướng,
Nhưng mà cứ lấn sâu vào đó, tụng kinh rồi đó, là ngồi thiền mà không biết mình ngồi cái gì, thì cái tâm này nè nó chai, và nó cứ thọ nhận những hành động đi thiền, ngồi thiền, thở thiền mà không thấy hương vị giải thoát. Đam mê cái việc mình đang làm, nghĩ rằng cái việc ấy là đúng, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp, mắt tay mũi lưỡi thân ý nó thuần thục, nó có phước cái chứ. Nhưng mà nó không giải thoát nổi, tại vì nó dính vào đây nè. Tôi ngồi thiền hỏi để làm gì, để được cái gì hả? Nếu mong cầu được cái gì, tức là tư niệm thực. Tôi ngồi thiền để tôi được giải thoát, ngày mai được giải thoát, tức là tư niệm, tức là có cái ý định muốn, muốn có một cái gì đấy. Ngày hôm nay tôi nghèo, tôi cố gắng tiết kiệm để ngày mai tôi mong tôi có giàu. Đó là tư niệm thực, tức là cái tư tưởng muốn cái việc trong tương lai. Tôi đi tu, tôi ngồi thiền để tôi mong tôi về Niết Bàn, là tư niệm thực. Kinh khủng chưa? Khi mình hiểu được đoạn thực, xúc thực đều kết hợp lại trở bởi nơi cái tâm, thì những cái này nó thúc giục cho mình cái tư niệm thực. Và mình hành xử hàng ngày thỏa thích đam mê trong đó mà mình không biết. Tôi ngồi thiền thỏa thích tại vì tôi có tư niệm thực tôi sẽ đi về Niết Bàn. Tôi ăn hạn chế, tôi không ăn nhiều tại vì tôi có tư niệm thực là cái ăn là cái khổ, cái ăn không có khổ, cái tâm ăn này nè mới là khổ, cái miệng nhai nó không khổ. Nhưng cái tâm tham ăn, tham đắm ở trong cái dục lạc của cái ăn, sinh ra tư niệm thực. Mai nấu bánh xèo nha, mốt nấu bánh xèo nha, ngày kia nấu bánh xèo nha, nó lặp đi lặp lại, nó nhét trong đầu. Ngồi thiền cũng thế, ráng ngồi nha. À, sư ơi, bữa nay con ngồi 30 phút, một tuần sau, sư ơi bữa nay sao con tăng lên 45 phút, tôi đã chết tươi rồi. Tư niệm thực. Tại sao ông phải nghĩ là ông ngồi 45 phút là ông hãnh diện? Tại vì tư niệm thực, ông nghĩ là ông đã thành đạt để ông làm gì? Ông đi về Niết Bàn. Tức là tư niệm thực, ông ăn cái thứ này rồi. Ăn hồi nào không biết, đam mê, thỏa thích. Con ngồi 30 phút, bây giờ con hết nghe tiếng động bên ngoài. Con ngồi tới 45 phút, con thấy con người được thơ thới. Tư niệm thực khởi lên cái ý liền. Con muốn ngồi 60 phút, 70 phút, con muốn là con dũng bỏ hết, con muốn đi xuất gia, vân 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 vân. Đồng ý những cái chuyện đi xuất gia là có phước, nhưng phước cũng lậu hết, không loại sạch được phiền não. Tại vì nó còn có cái tâm, tâm muốn mà, tâm tư niệm nè, tư niệm thực. Cho nên sự lầm lẫn của bao nhiêu người xuất gia không thành tựu là tại vì cái tư niệm thực này nè. Tôi đi xuất gia để tôi thành Phật, tôi đi xuất gia để tôi về Niết Bàn. Mà Phật nói cái gì? Một vị A-la-hán, một vị gánh nặng đã đặt xuống, phạm hạnh đã tròn, gánh nặng đã đặt xuống, tức là bỏ hết, kể cả cái thân này nè cũng bỏ nè, tư niệm không có, không có Niết Bàn. Trong Kinh Pháp Hoa nói Niết Bàn là thành giả đó. Cho nên người tu chấp vào tướng, tôi đi phải ăn mặc như thế này, đầu phải như thế kia. Rồi ngồi thiền nói 3 giờ, 3 giờ sáng lên ngồi, mà 3 giờ không lên ngồi, viện cớ này cớ kia, nên giờ con không thích ngồi thiền. Cái tâm này nè, thích hay không thích ngồi thiền đều sáng lập ra một cái ngã ở đây. Cái ngã này nó to đùng à. Nghe lời ông sư 3 giờ lên ngồi thiền cũng rớt vào ngã. Tại sao phải nghe? Ông là cái gì? Mình hiểu được, mình thông dong, mình lên ngồi. Còn nói mọi người 3 giờ lên ngồi, tôi phải ngồi, lập tức có cái tôi nè. Tôi phải ngồi nè, cái tôi nó phát sinh liền. Nó ngủ ngầm, mình chết ngay cái chỗ này. Tu mà chẳng được cái gì cả. Anh Minh vẽ không à? Cho nên sư nói nhiều quý vị, sư nói cái nội quy á, muốn sư sửa chưa? Tại sao vậy? Tại vì tâm quý vị còn chấp quá, chấp cứng ngắc à, làm sao tu?
Sư nói 3 giờ là để cho quý vị huynh tập bỏ đi cái ngã này nè. Nó mê giường, mê chiếu, mê sắc thinh hương vị xúc pháp, giúp cho quý vị bỏ. Nhưng mà sư thấy không được, tâm quý vị khởi lên cái ngã liền. Thì sư nói muốn bỏ sửa. Mình đang phá cái ngã, mình ở đây tu là phá cái ngã chứ không phải như cái tướng bên ngoài. Chấp chấp rằng 3 giờ tôi phải lên ngồi thiền là tâm rớt vào ngã. Chấp rằng 3 giờ tôi không lên ngồi thiền, tâm cũng chấp vào cái ngã. Tại sao không lên ngồi? Lớn chuyện dữ vậy. Cô là cái gì, anh là cái gì? Tức là cái ngã của mình nó phát sinh cái gì? Mọi người ngồi, tôi khác người ta, tôi không ngồi. Tức là cái ngã này, hai cái đều rớt hết. Cho nên sư mới nói, và sáng nay sư nói đó, cần sửa sửa nội quy. Tại vì sư nhìn rồi sư biết cái tâm quý vị chấp cứng nhắc à. Mà chấp, Đức Phật nói chấp là cái gì? Chấp, chấp là năm uẩn. Chấp năm uẩn là thật. Cho nên chết đứng ở trong này, mình cứ thông dong thôi. Người ta lên 3 giờ ngồi thiền, mình biết không có lệ thuộc giường chiếu, mình 3 giờ lên, tâm mình thông dong, ok, không sao hết. Nhưng mà tâm mình nói người ta lên 3 giờ, ông sư ông dòm mà con không lên 3 giờ, con mắc cỡ, là lập tức có cái ngã này nè. Ngã phát sinh vì thế liền, chết liền với nó. Đừng làm vậy, đừng làm vậy, chớ làm vậy. Cứ thông dong lên à, nhận biết con đang hành sự để con dẹp cái ngã. Cho nên 3 giờ con lên để con thâu thúc con ngồi. 3 giờ 5 cũng được, 2 giờ 50 lên cũng được, cũng hoan hỷ giống như là 3 giờ. Chứ đừng có đấy dòm đồng hồ, chưa tới đúng 3 giờ con mới lên, lập tức có cái ngã nè. Không gian thời gian, cái ngã nó có không gian thời gian quy định chứ. Ở đâu, giờ nào, tự mình trói, mình đặt ra có cái ngã rồi mình trói vào, tức là mình tự đặt cái địa ngục rồi mình chui vào trong địa ngục đó, thỏa thích ở trong đấy. Thế rồi có những vị nói không, con không thích ngồi thiền, thì cũng là cái ngã đó. Thiền nó là cái gì mà mình phải không ngồi với ngồi, thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói tứ diệu đế khổ tập diệt đạo. Trong cái khổ, sinh lão bệnh tử là khổ, mong mà không được là khổ, thương mà phải chia lìa mà khổ. Nhưng mà cái cuối cùng Ngài nói này quan trọng, chấp thủ vào ngũ uẩn nè là cái khổ, và chính cái này nó mới đưa tới sinh lão bệnh tử. Sinh là phải già rồi phải chết, có ai mà không chết. Nhưng mà mình chấp, tôi trẻ tôi đẹp, tôi cứ như thế thôi, hễ nó có sự biến đổi trong thân thì phiền não. Cái tâm này nè, cái tâm chấp nè, tâm cứng ngắc nè, vì có cái ngã cho nên mới có tâm. Cho nên á, một trong năm cái triền cái đầu tiên để phá tất cả, để đưa vào dòng thánh, tức là phá cái ngã này nè, phá cái thân kiến nè, không còn ngã nữa. Thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, trào cử, hôn trầm đều do thân kiến mà ra. Và tất cả những cái thân kiến đó đều do cái tâm nhận biết sai lầm về trong cuộc sống hàng ngày của mình. Tới đây nắm rõ chưa nè? Tư niệm thực là cái ao ước để trở thành, hay để trong tương lai. Ăn, đoạn thực đã ăn rồi, ngon, mai muốn ăn nữa, cũng là tư niệm thực. Nghèo, muốn cho giàu, cũng là tư niệm thực. Ngồi trong đạo tràng này, học chậm tiêu quá, mới ước gì con lạy Phật từ bi cho con cái trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, cũng là tư niệm thực. Hành trì đi thì sẽ biết thôi. Đau nhận biết đau, ngứa biết ngứa, con có buông được không? Đừng có nói con ngồi 30 phút, bây giờ con ngồi tới 45 phút, tào lao, không giải quyết được, ngồi tới chai đít luôn một năm cũng không thành Phật nổi. Tại vì còn cái ngã này, tôi ngồi, ngồi thì ngồi chứ, đau nhận biết đau chứ. Nhưng mà đừng có dính tới cái ngã tôi đau. Tôi ngồi được tới 70 phút, 80 phút, dính hết à. Quý vị nắm rõ chưa nè? Cho nên nhập thiền á, tại sao vậy? Nhập thất á, là để đóng mắt tay mũi lại, tức là đóng cái năm căn này lại nè, nó không làm gì nữa. Và không ăn thì coi như sắc thinh hương vị xúc pháp, nó không có quấy nhiễu được mình.
hai cái này không quấy nhiễu được mình thì cái phản ứng của tâm nó chuẩn hơn. Nó sanh biết nó sanh, nó giận biết nó giận. Còn bây giờ đó, nó trộn những cái thứ này cay đắng ngọt bùi vô đó, làm sao mình nhận được? Mình còn phàm, còn ham ăn ham ngủ mà làm sao mình nhận biết nó liền? Cho nên khi mình loại được hai cái này, không ăn không ngủ và không có đóng tay đóng mắt đóng mũi lại ở trong cái nhập thất, không thèm ăn luôn, thì cái phản ứng của tâm nó chỉ chính nó soi nó. Ta soi ta, à ha, tâm vừa mới tham nè, à ha, tâm vừa mới sanh nè, nhảy ra nè, tâm tham vừa sanh nè, tâm tham vừa diệt nè. Tâm này soi tâm này, mà soi riết rồi thì cái ngã này đâu còn nữa. Không thương không ghét á, biết nó là như vậy. Tôi có hiện hữu ở đây tại vì tôi đam mê, tôi tham ăn tham ngủ, và bây giờ thỏa thích trong đan ăn ngủ. Vì tôi nhận biết, dùng cái tâm tôi xem xét cái tâm tôi. Khi tôi nhận biết thì đó là tuệ. Mà nếu tôi không va chạm năm nhập thất rồi thì mấy cái này nó dẹp. Cho nên cái diệu dụng của nhập thất là như vậy. Chứ không phải nhập thất rồi lại còn muốn ăn, rồi có nhiều người nấu rồi lung tung hết đem vào nữa, càng chết nữa. Cái vị, cái mùi, người ta đã cố tình không ăn, thà là 3 ngày đi, nhưng mà có hiệu quả. Thường thường phải 5 ngày. Tại vì cái ngày thứ 3 đó, biết là sao không? Những cái đồ ăn ở trong ruột đó, nó còn. Thường thường muốn có hiệu quả, trước khi nhập thất, uống thuốc sổ. Tất cả ruột, đon gì kia nó ra hết, nó không còn cái chất dinh dưỡng, thì phản ứng liền, ngày hôm sau thấy liền. Còn có, nó còn trong ruột non á, nó còn nuôi được 48 tiếng đồng hồ. Thức ăn trong ruột non đủ sức nuôi cơ thể 48 tiếng đồng hồ. Anh ăn bữa trưa rồi, ngày mai không ăn, nó vẫn còn đủ dinh dưỡng để nó nuôi, không cảm thấy đói, sẽ không nhận được cái hiệu ứng của nó liền. Ở đây sư cẩn thận lắm, cho nên sư hướng dẫn người nhập thất là phải như thế này thế này. Muốn thành tựu thì phải vậy, nhưng mà sư chỉ có khuyên thôi, lớn hết rồi, ai thích thì làm, thích thôi, phải không? Người ta nhập thất, người ta muốn đem nguyên cái mâm cỗ cho người ta ăn thì thôi, mình nói làm chi, phải không? Cho nên nhập thất, đóng năm căn lại, đóng sáu vị lại, không thèm ăn luôn. Trước khi nhập thất, uống thuốc sổ. Rồi, lúc bấy giờ tâm nhận tâm, đắng khó chịu, nhận biết liền à. À, tay chân run, nhận biết liền. Còn giờ để cho nó, những cái thức ăn trong này nó nuôi á, là không nhận biết. Cái ruột non mới ăn hồi trưa này gì, thức ăn trong đó nó được nhào, nó chứa lại những cái chất dinh dưỡng trong đó, và nó đủ sức nuôi cơ thể 48 tiếng đồng hồ. Cái đó y khoa nói là cái đó khỏi cãi, chứng minh nè. 36 tiếng cho tới 48 tiếng nó mới hết hiệu ứng. Thế thì giờ mình nhập thất 3 ngày có ăn thua gì đâu, nó còn đủ nuôi mà, không cảm rung. Cho nên ngay cái chỗ này nè, tư niệm thực, tức là mong cầu cái ngày mai, ngày mai tôi được ăn, ngày mai tôi được sướng, ngày mai tôi có cái chức vụ, ngày mai tôi có tiền. Nói ngày mai là có thể tháng sau, năm sau, nhưng mà đại khái không phải là bây giờ. Những cái gì trong tương lai thì mình cứ gọi nó là ngày mai. Tư niệm thực là tư tưởng xảy ra làm thỏa mãn cơ thể mình, dục lạc trong cơ thể mà hướng về tương lai. Tức là có một cái niềm dục lạc trong tương lai đang chờ đó, và ta muốn với tay tới qua mắt tai mũi lưỡi. Ta được mời ăn một bữa, ta được lên chức, ta được có ông xã mới, có bà xã mới, vân 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 vân. Tức là những cái gì mơ hồ tưởng tượng sẽ xảy ra trong tương lai, thỏa mãn dục lạc. Phải có chữ dục lạc trong đó. Kể cả ngồi thiền cũng là thỏa mãn dục lạc. Đau quá, nhưng mà con muốn rằng tháng sau con sẽ chứng A-la-hán, là dục lạc. Tào lao làm gì có chuyện mà ngồi thiền mà lâu vậy chứng A-la-hán. A-la-hán là dẹp bỏ tất cả các phiền não, tức là không còn cái ngã nữa mới là A-la-hán. Chứ đâu phải con muốn con làm A-la-hán thì là trật lất rồi. Con muốn con làm ông Phật là trật lất rồi. Phật là có một bộ nhân nè, thấy không? Là người, còn một bộ nữa, tức là phất. À, thì cái này nó phủi đi, con người mà phủi đi, không còn gì hết, thì là Phật.
tiếng Hán này đó, chứ nó có gì đâu, nó là cái gì hết. Tức là khi mình buông được hết, mà trong kinh tạng Pali nói gánh nặng đặt xuống. Gánh nặng đó là gì? Là lậu hoặc phiền não. Lậu hoặc phiền não từ đâu? Từ cái ăn cái ngủ nè. Một vị A-la-hán ăn mà như không ăn, thông dong tự tại. Một người phàm ăn có đam mê khoái lạc. Một vị A-la-hán bị chửi không phiền não, tại nhớ không ăn nơi tai nữa. Cái âm thanh vào là ăn đấy chứ, xúc mà, xúc thực, chứ đâu phải là đồ ăn đâu. Xúc thực là những cái thứ va chạm, chẳng hạn như âm thanh. Một bản nhạc vào là xúc thực, nhạc đó vừa ý mình sinh ra tâm hoan hỷ. Cái bản nhạc đó không vừa ý mình, sinh tâm ra sân. Cái bài kinh đó mà mình tụng hoài, mình khoái tâm, sinh ra xúc thực đó. Xúc thực có nhiều cách, hiểu chưa? Thế thì cuối cùng của cốt lõi lại, tư niệm thực, đoạn thực, xúc thực cũng vẫn là cái tâm. Ngài Xá Lợi Phất nói ăn cho đúng trong chánh niệm thì cái tâm chánh niệm này nó phát sanh. Rồi tự cái nó nhìn nó biết và nó buông, gánh nặng đặt xuống. Còn không có, bây giờ quý vị có ngồi thiền, quý vị có nói 3 giờ sáng con ra đây con ngồi, 2 giờ 50 con ngồi, con sợ trễ bạn bè kỳ lắm, 2 giờ 50 con ra có mặt ở đây, siêng năng như vậy cũng chỉ được phước hữu lậu thôi. Kiếp sau tiếp tục tu nữa. Nhưng mà nói giải thoát là không bao giờ, tại vì không nắm được cái chỗ mình ăn này, xúc thực nè. Và mình rất là tư niệm thực, con cố gắng làm như vậy để rồi ngày mai con khá hơn. Khá cái gì? Buông bớt thì nó mới khá chứ, phải không? Buông được thì nó mới khá, buông cái dục lạc, buông cái chấp thủ nó mới khá chứ đâu có phải là thêm vào mà khá. Thêm kiến thức cũng chết nữa. Nói rằng con ngồi thiền, con nghe lời sư, 3 giờ con có mặt ở đây, rồi con tụng kinh xong mau mau con đi xuống nấu bếp, rồi lấy ăn, và anh cũng nghiêm túc để trên bàn, nó chánh niệm. Nhưng mà tất cả cái đó chỉ là hình thức, mà hình thức thì nó xác định là có cái tâm này nè, ưa thích, muốn làm cái việc đó nó thuần thục. Lâu ngày nó thuần thục và nó tạo nghiệp có gì đâu, lặp đi lặp lại hoài. Và cái hành động đó hoàn tất và đều có ý định, 3 điều kiện là lập tức cái tâm này biến thành ra nghiệp. Tâm sanh nghiệp và nghiệp sanh tâm. Cái nghiệp đó lại tiếp tục thôi thúc cái tâm làm quen như vậy. Và mình ở trong cái vòng sanh tử luân hồi mà mình không có hay, không thoát ra được. Tại vì còn có cái ngã, chừng nào phá được cái ngã cơ. Chừng nào mà lên đây ngồi và tâm thông dong, không có phiền não. Ông sư ông nói 3 giờ phải ngồi thiền, không quan tâm nữa, không thấy ông sư nữa, không thấy cái nội quy nữa, mà chỉ biết là 3 giờ lên đây rất là thông dong tự tại, ngồi xuống thưởng thức. Cái đó nó mới phá được cái ngã. Chứ không phải tại vì ông sư có mặt đây 3 giờ con phải lên, hay là nội quy ở đây nó 3 giờ con ngồi thiền con phải lên. Cái đó là trói mình đây nè. Cho nên hồi sáng sư mới nói mà quý vị không hiểu. Sư nói nội quy ở đây có thể thay đổi được. Nếu quý vị không hài lòng, sư nhìn sư thấy có người lên có người không lên là sư biết rồi. Cái tâm người ta chống trái. Mà tâm chống trái tức là phát hiện ra cái ngã, tội nghiệp lắm. Quý vị ăn cơm đàn na tín thí mà quý vị có cái ngã là quý vị tu muôn kiếp không bao giờ thoát. Phải bỏ cái tâm chống trái. Cho nên hồi sáng này sư mới nói cái bài pháp á, tu như đất Phật dạy vậy đó. Này là hậu la, nếu con muốn tu, tu như đất như gió. Tu như đất là sao? Người ta đạp lên đầu không phản kháng. Có khi nào mình đạp nó chống lại đâu. Chó đạp cũng vậy, người ta tiêu tiểu trên đất nó cũng không có dục lại. Dục thùng rác xuống nó cũng không dục lại. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Tức là bất cứ cái thiện, bất thiện, cái khổ, cái sướng, dục vào trong cái tâm chúng ta, chúng ta không phản ứng. Hay phản ứng là tập ra có ngã liền, có tham ái liền, nhận biết thôi, không? Nó dục vô chửi biết chửi chưa? Nhưng mà đừng có sân. Thầy nói con nghe sư Minh Tâm nói con phản ứng nhưng mà còn tức nó lắm, tức là cũng là có cái ngã rồi, một chút xíu thôi, thấy không? Cho nên cái đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực chẳng qua do cái tâm rối loạn này, tâm thực
chứ nó chẳng có cái gì hết đâu. Mà nó làm cho mình thuần thục, mình không biết, cho nên mình tạo nghiệp để rồi mình sướng hay khổ ở trong cái anh này. Và cứ hễ sướng khổ thì có, nó không bao giờ có sướng hoài. Sướng sanh, sướng diệt, khổ sanh, khổ diệt. Và tiếp tục mình bị sanh diệt mà mình không hề biết, cho nên cái tâm của mình nó luân chuyển trong cái vòng sanh diệt và nó phát sinh ra cái ngã. Vẽ có ngã thì có lậu hoặc, có phiền não. Phiền não nó có hai cái trạng tướng của nó, một là vui, hai là buồn. Chứ không phải phiền não là buồn đâu, vui cũng là phiền não, lửa hỉ mà. Khi quý vị vui quá tay chân nó run hết chứ, lửa hỉ nó không có sao đó. Mà khi vui quá thì sao? Não lập tức nó tiết ra chất kích thích tố, toàn thân rung động, sướng quá rung lên. Nhưng mà thực chất ra đó là chất độc. Các chất kích thích tố tạo cho cơ thể hoạt động bất bình thường đều tác hại, và nếu về lâu về dài có thể gây ung thư. Sư hướng dẫn quý vị là cặn kẽ lắm, chứ không có mà nói bây giờ đó. Cái gì không hiểu thì quý vị trả lại nha. Cho nên đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực chỉ là cái tâm thực. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Thế Tôn dạy mắt nhìn, biết, nhận biết, đó là ăn đó, nhận biết đang thỏa thích. Bỏ miệng nhai, cứng biết cứng, mềm biết mềm, cay biết cay, đắng biết đắng. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói thêm cái cảm giác toàn thân, có nghĩa là nó sướng quá mà toàn thân nó rung, phải nhận biết. Chứ không phải nhận biết đắng hay cay. Đắng hay cay là bản chất của thức ăn nè, cái đó trạch rồi. Nhưng mà cái sướng á, nó rung toàn thân, đó là cái ngã. Ăn cái món gì mà mình thích á, toàn thân nó sảng khoái, sung sướng gì là cái ngã phát sinh, tái sinh trở lại để mà ăn. Ăn cái gì không vừa ý á, cũng là món ăn mà nó không vừa ý á, cái tâm này nó sanh nè, cho nên toàn thân khó chịu. Mà chúng ta học tới hôm nay chúng ta biết rồi, cái trạng thái khó chịu nè, hành trạng của khó chịu và hành trạng của sung sướng bản chất giống nhau. Nó chỉ là vibration, nó chỉ rung thôi. Cái vibration này cho nên ta đặt tên nó là thương và ghét, chứ nó là rung thôi. Một bản nhạc thì nó chỉ âm thanh là âm thanh rung, nhưng mà trong đầu não ta đã có sẵn những cái tư kiến, tư niệm nè. Cho nên khi ta tư kiến về cái bản nhạc đó thì tự nhiên ta khoan khoái, mà nếu ta không thích thì ta không khoan khoái. Ta hiểu được cái này tư niệm thực chưa? Cho nên nói rằng tư niệm thực là mong cầu một cái trong tương lai. Cái đó có thể là món ăn, cái đó có thể là chức vụ, có thể đó có thể là nơi đến du lịch, cái đó có thể là một cái quả vị. Con ráng con tu để con được tư đồ hoàn thì cũng là tư niệm thực. Con ráng con ngồi thiền để con gần Phật hơn cũng là tư niệm thực. Con ráng con tu giữ tứ oai nghi để cho con đừng có phạm, để rồi á người ta nhìn con, người ta biết con tu, cũng là tư niệm thực. Con ngồi 40 phút, con muốn rằng là ngày mai con ráng con ngồi nữa để con lên tới 80 phút, cũng là tư niệm thực. Ngồi thì cứ ngồi chứ buông hết đi, đừng có nghĩ cái gì hết. Nimitta nó không bao giờ đến mà khi con người khởi cái tâm tư niệm thực. Ngồi thiền mà có tư niệm thực không bao giờ nó đến. Sư ngồi á, cứ thông dong, thở vào thở ra, nhẹ nhàng theo hơi thở, nhẹ nhàng theo hơi thở, quán xét cái tâm, tâm gì sanh. Chưa được 15 phút thấy Nimitta rồi. Và bây giờ đó, nếu mà muốn chuyển á, Nimitta là nó dạng nó giống như cái miếng sách này nè, nó sáng trưng lên. Có khi nó màu xanh, có khi nó màu tím, có khi nó màu vàng. Và nếu cái tâm mình định á, mình chuyển á, mình nó đổi màu giống như quyển sách này nó lật ra, nó lật ngang nè. Rồi nãy giờ đó, nó đang tím, bây giờ nó xanh, nó chuyển sang màu xanh. Cái tâm này nó chuyển là cái Nimitta nó chuyển. Người nào thấy được Nimitta là đã vào được định rồi. Đừng mong cầu nó, hãy mong cầu không bao giờ thấy.
Con ngồi 80 phút, 70 phút mất đi. Quý vị chưa người nào trải nghiệm Nimitta hết, chưa biết mà. Tại khi quý vị trải nghiệm Nimitta rồi, cái điện năng nó khác liền, cái thần sắc nó cũng khác liền, nó tươi rói à, không bao giờ nó phiền não. Gồng gánh cũng vui, đói cũng vui, nó lạ lắm, nó bình thản. Còn bây giờ còn thấy có đau đớn phiền não, còn thấy nhớ nhung cái này cái kia là chưa thấy được nó. Tại vì trạng thái của nó là trạng thái hỷ lạc, mà hỷ lạc của thiền. Chứ mà hỷ lạc trong đời thường, hỷ lạc trong đời thường nó có sanh có diệt, hỷ lạc của thiền nó ở đó hoài. Khi quý vị đã thấy Nimitta rồi, thường thường á 48 tiếng đồng hồ nó vẫn còn giữ ở trong thân, cảm thấy hạnh phúc lắm, không có muốn rầy rả ai, ai nói gì kệ, ai làm gì kệ, không thấy chướng tai gai mắt nữa. À, nó sung sướng vô cùng cái thiền hỷ lạc á. Nhưng mà nhiều người, vị thiền á, rớt vào trong đó, thấy hỷ lạc rồi dính mắc vào trong đó và không ra được, cho nên không từ sơ thiền lên nhị thiền được, dính nó cứng á. Phải buông cái đó đi thì nó mới vào cái định, mới vào nhị thiền được. Thấy mừng quá cứ bám theo nó, nó dính đây, có hạnh phúc đấy. Món ăn đó là dục lạc, ngay cả thấy cũng là dục lạc nữa. Xúc nè, xúc thực. Thấy ở trong cái trí cũng là xúc, chứ không phải rờ tay, không phải thấy mắt thấy, mà thấy trong cái trí. Có những cái chuyện hồi xưa tình cảm, hay là chuyện cha mẹ đối xử với mình, bạn bè đối xử với mình buồn phiền, bây giờ đó cái xúc thực này nó nhảy ra đó. Và những cái này nó trộn với nhau, mình chẳng biết cái nào là tư niệm thực, hay là đoạn thực, hay xúc thực. Tại vì ăn ngon rồi, mai tôi muốn ăn nữa, xúc chạm, thấy ưa thích tôi muốn xúc chạm nữa. Rồi cái đi tắm thôi, nóng quá, mình nhớ tới ngày hôm qua mình tắm, ôi nó mát quá, mà tắm ở trong hồ tắm bơi đã quá, bây giờ lại muốn cái tâm của mình á, tư niệm thực nè. Đoạn người bạn, ê mày chờ tao nha, tụi mình đi tắm nha, tắm ở cái hồ bơi đó nha. Tức là tư niệm thực cái gì? Một chút xíu đó thôi. Rồi bạn bè rủ nhau nói, ờ thôi lên tuệ tâm tụng kinh đi nha. Cái tụng kinh có giải thoát đâu. Cho tới khi nào hiểu được cái này thì mới giải thoát. Quý vị ngồi đây mà quý vị không nắm được cái này, uổng. Mà sư á, là sư về nói là cũng là hiếm có cái dịp mà sư về đây cố tình cho quý vị thấy cái này để của quý vị. Sư không giúp quý vị được, sư chỉ ở nó chỗ đó đó, rồi quý vị moi ra. Phải thực hành. Mà quý vị phải để ý, nhiều lúc thí dụ như sư đề nghị, chẳng hạn như sáng nay sư đề nghị, giới luật của Phật mình không phá được, không sửa được, nhưng mà nội quy của thiền viện có thể sửa. Tại vì cái đó do sư đặt ra để giúp quý vị. Nếu sư thấy nó không tốt thì quý vị cứ đề nghị sư sửa, nó không có phạm gì hết. 3 giờ sáng mình thấy mình không thức dậy được vì còn mến chiếu mến giường, 4 giờ 4 giờ không có thì 5 giờ khỏi ánh sáng luôn, ngủ xong rồi lên tụng kinh, xong rồi đi công tác rồi tới ăn trưa thoải mái. Như vậy cái ngã mới phá. Còn thấy rằng ở ông sư ông nói 3 giờ con không lên thấy kỳ quá, là cái ngã nó phát sinh này, nó vi tế. Ngã là zero, hà cớ gì mà phải thắc mắc là mình lên chứ không lên. Thắc mắc gì cái ông sư? Ông sư là đối tượng để cho mình quán chiếu, mình là chủ thể đối tượng thì lại đoạn thực, xúc thực và tư niệm thực dính nhau. Mắt nhìn thấy ông sư, mắt nhìn thấy tượng Phật, mắt nhìn thấy cảnh chùa là xúc thực. Ăn bằng cái đấy rồi đưa vào trong cái tâm. Tối nằm ngủ nhớ hoài, coi đồng hồ 2:55 rồi, mau mau dậy. Cái đấy là chính là nghiệp nè, tội nghiệp lắm, đừng làm vậy, bỏ đi. Làm thông dong, làm trong ý thức, làm trong sự hiểu biết. Đây, tôi tìm sự giải thoát, tôi buông. Chứ không phải nói à, dòm cái đồng hồ 2:50 hay là để đồng hồ trong cái iPhone đó, 3 giờ nó reng cái giật mình dậy, mau mau lo đánh răng súc miệng rồi cái đi lên đây để ngồi, là tạo nghiệp đi nè, không có giải thoát đâu. Please. Cho
nên hồi sáng sư mới đề nghị nếu cần sửa. Cho tới khi nào quý vị ý thức được rồi, sư là cứ 1:15, 1:30 sư ngồi dậy, 2 giờ là ngồi thiền rồi. Tại vì sợ sanh tử, biết rằng nếu mà mình không tạo được cái nghiệp lành, mình không xóa được cái tham đắm ở nơi cái thân này, cái ngã này, thì tiếp tục tái sinh nữa, tu kiểu nào cũng tái sinh à. Cho nên nó thuần thục, nó thông dong, mà không bao giờ nằm dưới đất hết á. Có cái ghế ngồi giữa này ngủ. Tại sao vậy? Tại ngủ cái kiểu đó nó không có ngủ được, nó cứ chập chờn, giật mình nó thức dậy. Tại vì ngủ say như xác chết. Mà cái ăn á, là nó sống, mà cái ngủ là chết. Thì cứ chết rồi sống, sống rồi chết, chết rồi sống, một ngày bao nhiêu lần? Ngủ trưa đi, chết lần. Ngủ tối đi, chết lần nữa. Cầm mứng đâu đó ăn, sống. Đang hoạt động mà cơ thể đang hoạt động là sống. Cầm ly nước, sống. Mắt nhìn, sống. Nhưng mà nhắm mắt lại ngủ, chết. Sống chết, sống chết, sống chết. Bao nhiêu năm? Luân hồi ngay trong lúc còn sống nè. Nó thuần thục thì nó tạo nên cái nghiệp, nghiệp sanh tử ngay từ trong cái ăn với cái ngủ. Sanh tử, hễ còn ăn, sanh. Nằm xuống ngủ, chết. Tức dậy, sống, tiếp tục ăn nữa. Thì cái sanh tử, cái tâm của mình nó cứ thuần thục trong cái nghiệp này. Và khi chết, tiếp tục nó phải đi tìm cái thân này. Tội nghiệp lắm, không thoát ra khỏi sanh tử đâu quý vị. Rồi nha, từ từ mỗi thứ một chút. Cho nên á, đi biết đi. Lúc đầu bây giờ mình còn căn cơ yếu, đừng có khóa mình vào trong một cái công thức nào hết. Sư nói thật tình chứ không phải là sư nói dối gì quý vị đâu. Tại vì sư biết đau lòng lắm. Quý vị đi tới đây tu mà không phá được cái ngã thì vứt đi. Thấy không? Nó 3 giờ phải lên đây ngồi không cần. Nếu thương giường thương chiếu cứ nói họp lại, nói sư ơi cho con 5 giờ, ok sư sửa lại liền. 5 giờ có mặt đây, 5 giờ tụng kinh tới 6 giờ rồi thôi nghỉ, khỏi ăn sáng luôn, đúng cân. Nhưng đã chấp nhận 3 giờ để mình thâu thúc 5 căn nè, thâu diệt cái 6 trần nè. Mình phải diệt cái đám quỷ giặc này đi, để cái tâm của mình nó được thanh tịnh, là mục đích của nó như vậy. Tức là gánh nặng phải đặt xuống chứ không phải lấy thêm. Nếu mình nói 3 giờ phải có mặt ở đây là mình lấy thêm. Hiểu chưa nè? Đừng có lầm lẫn cái đó, lầm lẫn cái đó chết người á. Nói 3 giờ con phải lên ngồi thiền là mình lấy thêm cái điều kiện đó, lên thêm gánh nặng đặt lên vai. Và cái tâm này đó, nó phản ứng mình liền. Nó ghi nhận sự bất bình, sự khó chịu. Nó vi tế lắm. Rõ chưa? Tư niệm Phật là trong tương lai, về một vị trí, về nhà cửa, về đất đai, bất cứ cái gì mà mình dự tính mình sẽ làm, kể cả bữa ăn. Mai tôi ăn cái gì cũng là tư niệm thực. Nhưng cái đó làm sao nó có? Nó phải có nơi đoạn thực, xúc thực. Nó xây dựng cái nền tảng để cho tư niệm thực. Tư niệm thực sao biết được? Mai muốn ăn bánh xèo hả? Nếu từ nhỏ lớn chưa ăn sao nghĩ? Phải không? Thí dụ như sư nói mai ăn sầu riêng, mà từ nhỏ lớn chưa ăn sầu riêng, chưa biết mặt mũi nên sao nói sầu riêng? Đã ăn rồi, nó vô lúc này đoạn thực, xúc thực nằm nơi cái tâm nè, dày đặc, toàn ăn với ngủ, ăn với ngủ, ăn với ngủ. Rồi á, ăn thì là sống, ngủ là chết, sanh tử liên tục. Thỏa mãn đam mê trong cái dục lạc của ăn và ngủ. Còn tất cả những cái này là do nơi năm căn, mà nếu nhập thất là dẹp nó hết rồi. Ngồi thiền đây cũng vậy, 3 giờ lên thông dong, đóng năm căn lại, mùi vị đóng hết. Là mục đích riêng mới ngồi thiền chứ, tại giờ đó nó thanh tịnh, giờ đó nó không có bị ảnh hưởng nhiều. Chứ để tới 5 giờ nó dễ bị cái mùi, cái vị chung quanh, mùi cỏ nó cũng ảnh hưởng nữa. Chọn là có lý do, và tập cho mình bỏ được cái ngã. Còn nếu quý vị thấy rằng là không biết nhận biết được cái này thì sư nói thật, phí
không có ích lợi gì hết á. Có lên ngồi thiền đây 3 giờ mà cái tâm của mình vẫn là cái tâm phiền não, tâm lậu hoặc, không có sạch được, thì có ngồi cũng như không. Rồi lại còn mong cầu. Ngày hôm qua con ngồi á là 30 phút đau quá, bữa nay con ráng con ngồi 45 phút không đau. Mà ngồi thiệt thấy 45 phút nó mừng quá. Sư ơi, có tiến bộ, tiến con khỉ á. Tiến cái nghĩa đi anh em. Rõ chưa quý vị? Rồi.